lấy chồng thầy giáo đâu. Tại sao? Sách vở luôn luôn gối trên đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngơ ngác, giật mình anh nói trả bài mẫu. Hay em lấy chồng bác sĩ đi. Không, em không lấy chồng bác sĩ đâu. Tại sao? Ông chích luôn luôn nhớ trong đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon nhất, giật mình anh nói chích vào đâu. Trời ơi, ông bệnh mà chích thuốc mía nhớ nào nội à. Anh biết rồi. Hay là em lấy chồng bô lít đi. Không, em không lấy chồng bô lít đâu. Tại sao? Súng đạn luôn luôn nhớ trong đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh nói bắn vào đâu. Trắng như bông. À, ông ở trên thì tôi phải đấu lại ở dưới. Đúng. Hiểu rồi. Ông ở trên ông có cái gì thì tôi ở dưới tôi phải có xem vậy đúng không? Đúng rồi. Ông là trên trời